cái thằng Hạnh đâu? Giờ này con rồi nè. Hạnh. Dạ con sống rồi nè ba ơi. Sống rồi, sống sống hết trơn rồi nè. Rê ra gì đâu. Rê rê rê. Đó cà chớn của rê ra chậm chậm. Ủa tự nhiên chữa con cà chớn là sao ba? Cái gì nữa? Hả? À, không cà chớn hả? Thấy cháy là lo bản thân mình quên cha mình. Không cà chớn là cái gì? Trời ơi, ba nhất định không bỏ qua cho con chuyện đó luôn hả ba? Không bao giờ. Con hứa với ba từ nay về sau mà lỡ nhà mình có cháy thì con sẽ để ý ba đầu tiên. Mày ở trù nhà cháy hả? Phải như vậy, bây giờ có chuyện gì, bất cứ chuyện gì con cũng để ý ba hết. Con sẽ lo cho ba được chưa? Thôi ông ơi, muộn rồi ông. Long à, đứng lại. Cái gì vậy ba? Cẩn thận ba. Đứng lại. À, hai thằng quỷ. Ba thấy không? Ba thấy không? Con bảo vệ ba hết đó, ba thấy không? Nó đụng không sao. Ông đè tôi gãy xương rồi ông. Dắt đi. Trời ơi, làm quá. Nó chạy nó còn phải biết né ba chứ. Làm quá, muốn gãy xương luôn. Cái gì kỳ vậy? Người ta cứu cũng chửi, không cứu cũng chửi là sao? Chửi hết. Nè, hai cha con xong chưa? Lẹ lên trễ rồi nè. Ừ, cẩn thận mà. Đó, bắt đầu đi cà que rồi nè. À, trời ơi. Ba nghe nhạc gì không ba? Khỏi đi, to mà lái xe đi. Người ta quan tâm ba mà ba cứ vậy hoài. Lên xe mới có nhạc rồi chứ ba. Tôi không cần. Đừng ai quan tâm tôi hết. Trời xe kìa. Trời đất ơi, cái gì vậy? Đi xe thì phải dòm chứ, con sẽ không lo dòm ba con không vậy. Trời ơi, có chuyện gì sao? Trời, có tập trung gì trơn trọi. Ba có sao không ba? Đừng quan tâm tới tôi. Nói vậy sao được. Ba nó giống như là hoàng thượng ở trong triều đình vậy đó. Có chuyện gì phải lo cho hoàng thượng chứ. Rồi đi. Để tôi làm trò cười. Cười gì đâu. Thôi mà. Thôi coi. Chạy đi. Thấy cưng quá. Thôi cha con có giận đâu. Thôi tập trung vô chạy đi. Không nội không ăn. Ba, ba coi chương trình này vui lắm nè ba. Ba tắt đi con. Tắt đi con chơi rồi. Ông nói gì kìa. À, hôm nay ba có một cái trò chơi vui. Ông nội có trò chơi vui nha. Dạ. Mà ai giải đáp được thì thưởng cho một tờ này. Ôi. Thưởng tiền nào ông? Ừ. Chuẩn bị nha. Dạ. Câu đố thứ nhất. Nếu nhà có xảy ra một cái chuyện hỏa hoạn thì mình sẽ cứu cái gì? Một là cái tivi, hai là một túi tiền, ba là cứu chú Hạnh. Con biết, con biết nè. Biết cái gì? Là cứu ba Hạnh của con đó ông nội. Trật lắc. Còn câu thứ tư nữa. Thứ tư là cứu ai? Cứu ông. Thế thì cái nào chính xác? Con biết. Lâm. Là số 4, cứu ông. Quá chính xác. Thưởng tiền. Con cảm ơn ông. Trời ơi, ông còn bữa nay ông cúng số sao ông xài xa vậy? Không, tôi vui mà. Vui hả? Trò chơi mà. Bây giờ câu thứ hai đố nè. Dạ. À, nếu gặp nước lụt thì mình sẽ cứu cái gì? Một là cái tivi, hai là cái tủ lạnh, ba là túi tiền, bốn là chú Hạnh. Con biết luôn, cái này con biết luôn rồi nội. Rồi, mời Mẫn nói. Con cứu ba Hạnh đúng không nội? Chật lắc. Ai trả lời nào? Dạ con biết. Mời Lộc. Là cứu túi tiền. Cứu túi tiền lúc mới có thể chính xác. Câu kế tiếp. Nếu phải loại trừ một người trong nhà này thì chúng ta sẽ loại ai? Dạ con biết. Ai? Chú Hạnh. Quá chính xác. Mới nói đã biết liền. Trò chơi này có gì đâu mà vui. Ông nói nãy giờ thì tình nó bó tay với ông luôn. Tôi vui quá. Kìa. Chào đức vua của gia đình. Dẹp bà cái trò vớ vẩn. Nhá. Đá cũng chết. Ba. We'll be right back.
đừng giận con. Con có sao không Hạnh? Hoàng thượng hả? Hãy đưa Hà Thần đi bệnh viện. Không, ba là bác sĩ mà. Ừ, nhưng mà đưa bệnh viện cho chắc thôi. Đi con. Chào bà nội nha. Ngon. Nó lạnh quá à. Hỏi liền đi ông. Hỏi liền ha. Dạ. À, nếu trong gia đình mình không có đủ phao cứu sinh thì mình sẽ loại ai trước? Chú Hai. Nè. Dạ. Lại đây. Có tiền. Có mày hiểu mày không? Có mày. Ủa, sao lại đánh con vậy? Không được loại ai cả, hiểu không? Ông nói cho nghe nè, gia đình là một cái thể thống nhất, không được loại bất cứ thành viên nào trong gia đình cả, hiểu chưa? Đúng không con? Ăn đi con. Ôi, có chừng trúng ở đâu, tôi thương con nhất trên đời. Yeah.